tại hội nghị, đâu ngờ Chi Lê Minh Quang, Ủy viên Trung ương đa ngờ, Bí thư Ti nhờ Ủy Đồng Tháp đã trao cai tờ đi nhờ của A Ban Bí thư Trung ương đa ngờ về Chu nợ y bạn bè gai nợ dân thi, Ti nhờ Ủy viên Chu Nhi mờ Ủy ban kia mờ tra Ti nhờ Ủy Đồng Tháp chưa cờ du Ủy viên ban ngờ du Ti nhờ Ủy đâu ngờ tha bờ Nhi mờ kia 2015-2020. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao cai tờ đi nhờ của A Ban Bí thư Trung ương đa ngờ về chi đi nhờ đa y ta gai nợ dân hi u gia mờ đô cờ công an ti nhờ Đồng Tháp tham gia ủy viên ban chấp hành ban thường vụ ti nhờ ủy đông ngờ tha bờ như mờ kia 2015-2020. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã trao ca cờ cai tờ đi nhờ của A Ban Bí thư Trung ương đa ngờ chi đi nhờ năm bạn bè tham gia ủy viên ban chấp hành đa ngờ bô ti nhờ Đồng Tháp như mờ kia 2015-2020 mờ. Đồng chí gai nợ dân u tờ, pho chu nhi mờ ui băng kia mờ tra ti nhờ ui Đồng Tháp. Đồng chí gai nợ lâm tha y thu nợ, gia mờ đô cờ sơ y tê ti nhờ Đồng Tháp. Đồng chí gai nợ dân ho ngờ, di nợ kia mờ sa tờ nhân dân ti nhờ Đồng Tháp. Đồng chí gai nợ thi thanh bi nhờ, chu ti chờ hô y liên hi bờ phu nư ti nhờ Đồng Tháp. Đồng chí Phan Văn Thương, Bí thư Tha nhờ Uy Cao La nhờ, Đồng Tháp.